hiện công điện số 860 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã từng hoạt động nhiều khu di tích và một số hoạt động đông người. Thành phố Hưng Yên yêu cầu Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, Ủy ban nhân dân phường, xã và các ban quản lý di tích trên địa bàn thành phố tạm đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến tham quan chiêm bái tại các di tích trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 5. Qua ghi nhận thực tế, ngay trong ngày hôm nay, các khu di tích như Đền Trần, Đền Mẫu, Chùa Chuông, Đền Lạc Long Quân đều thực hiện đóng cửa, dán biển không đón khách để phòng chống dịch COVID-19. Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đậu An ở huyện Tiên Lữ cũng đã thực hiện đóng cửa. Tại huyện Văn Lâm, ngày hội công nhân có quy mô khoảng 2.000 người và lễ đón nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia Đình Sầm Khúc ở xã Việt Hưng dự kiến tổ chức trong những ngày tới đã được hủy hoãn.